đây con, đến đây bé. Lúc nãy á, là tôi dặn và con bé này nó cứ cầm máy nó quay. Tôi mới bảo cái nghe là coi con bé này nó quay phim nhỏ lên. Con nãy con làm cái gì con biết không? À? Nãy làm gì? Để đứng xuống điểm bé đó. Nó xuống rồi con cầm máy con quay như nãy thôi. Nãy quay xong còn tay thôi. Nó bé tí xíu vậy. Con mấy tuổi? 5 tuổi. Con 5 tuổi, con tên là gì? Tí. Đây là Tí hả? Như Ý, Như Ý 5 tuổi, Như Ý đã quay phim phải không? Dạ. Ai dạy con quay phim? Ai dạy mà con biết? Tự quay. Wow, tự quay, con làm sao có tay chơi xem. Trong máy con mời người biết lấy tôi và mọi người đang chia sẻ làm chứng, tôi thấy có một con bé nó cứ đứng, tôi tưởng nó nghịch điện thoại, tôi đang tính bảo là không được nghịch điện thoại đang giảng, nhưng mà là nó đứng cầm nó quay rất chuyên nghiệp, thương xe chuyên nghiệp lắm, đứng cầm cái máy quay phim như thế này rất chuyên nghiệp. Con bây giờ có định nó sẽ là số một con giáo làm từ giờ. Mẹ nói con đang xem phim mẹ coi, ta quay dưới máy thử coi. À nói dạ. Con hôm nay được âm của chú ông cũng cầu nguyện nhiều lắm. Gia đình con thì chồng cũng là đạo theo, xin lỗi con cũng xuất sắc, con chỉ một mình nuôi bố của con mà không thời gian vừa phải kinh tế thôi, con đã khổ khăn khi đến với chú. Đừng có khóc lý lại, đừng có nói người ta nghe được. Đáng được xúc động và chia sẻ làm chứng để mọi người nghe rõ hơn. Con không có thời gian để đi lễ nhiều, cũng rất hay là bỏ lễ thường nhật. Giờ con của con cũng lớn nên con đến với chú được nghe giảng, lấy lại lòng tin và để sốt sắng theo đạo. Con lấy chồng 10 năm nay nhưng mà chồng đã theo thư một ngày lễ hết, cũng không dám nói với ai được, cũng không có được hướng dẫn. Nhà chồng cũng linh Phật nên không có ai hướng dẫn về đạo nghĩa. Con cái con có một mình phải lo để cho người đạo, và hôm nay muốn đến đây để được chia sẻ với cha, được xin cha cầu nguyện cho con để cho chồng được sốt sắng hơn. Và ngày hôm nay là đầu tiên con được đến đây chứ chưa được đến, chỉ được nghe qua những lời dạy của cha và đến đây để xin. Này con nghe rồi, này con đến con thấy, tai con nghe, hôm nay mắt thấy thì con thấy thế nào, cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thấy rất là sốt sắng và cũng nhiều người được ơn, nhiều người đến với cha với một cách đi cực khổ lắm mà sao họ cũng vẫn đi ồn nhau đến đâu. Lúc đầu đi con cũng nghĩ là không thể là vô được, cái đông quá, con nhỏ cũng có nhiều người ấm con nhỏ, con muốn đi đi mà đi sốt sắng ai cũng đi, nên là tụi con dẫn nhau vô. Rồi cũng vô tình đi vô, khi con đi đến là được lên hẳn trên đây luôn, mọi người chen chúc con đi được có vô thẳng luôn. Chắc con nghĩ là Chúa đã mở đường và dẫn dắt con đến tận chân Chúa luôn. Dạ, con lấy con nhận món quà của đồng trước đi shop thêm xem đấy, một con bé 5 tuổi mà nó cũng ghi lại hình ảnh để mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay nếu mình biết sử dụng cho đúng, nó làm cái phương tiện rất hữu hiệu để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Chúng ta hôm nay được ăn một món bữa tiệc quá sức là dồi dào, đủ món, từ bé, từ nhỏ, từ già, từ trẻ, từ đàn ông, đàn bà, nam thanh nữ tú. Còn xin lỗi nhiều anh chị em khác chưa được lên đây để làm chứng. Chúng tôi xin lỗi anh chị em. Tại vì không phải chỉ có hôm nay làm chứng xong rồi là đóng cửa. Nhưng mà ngày nào cũng đó mà, đâu có sợ. Mình cứ kiên trì, mình cứ đến rồi Chúa sẽ sai mình đi làm chứng cho Chúa. Thì ở đây ngày nào cũng vậy, 3 giờ là tập tay cầu nguyện lần chuối đồng chuối thương xót và 5:30 là thánh lễ. Không có ngày nào bỏ, dù mưa, dù nắng, dù khó khăn, dù thử thách, dù đông, dù ít, vẫn cứ kiên trì mà làm. Cho nên chị em
như người chị em mới nói đến đây và tiếng ngạc nhiên người ta biết như vậy đó, người ta cứ nghe vì mắt đã thấy rồi. Thì chúng ta xin Chúa cho mọi người trở thành người ra đi loan báo làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa đang thể hiện ngày hôm nay, như là Gioan đã thấy, đã nghe và làm chứng. Đây là trên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Chúng ta ngày hôm nay đến đã nghe, đã thấy và làm chứng cho mọi người rằng đây là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đây là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Vì hôm nay chúng tôi đã đến, mắt chúng tôi đã bố anh nghĩ phải tay đâu, mắt chúng tôi đã tay chúng tôi đã nắm hai tay người bên cạnh và chúng tôi xin làm lại nha.